Vậy cái lô anh tính kêu bán là phải đối diện chỗ spa không? Đúng rồi anh. Lô đó hồi trước anh mua nhiêu anh Bình? Đó mình mua 62 triệu mét anh. Mua lúc đất sốt mà chưa có thổ cư, chưa có xây hàng rào á, mình mua 62. Còn giờ anh tính bán nhiêu? Giờ anh bán dưới 40 triệu mét anh. Là bán lỗ luôn? Bán lỗ luôn. À. Dạ. Các bạn thân mến, thì vừa qua anh em tụi mình có quay chia sẻ cho anh Bình bán một cái mảnh vườn sầu riêng. Thì anh đã bán được rồi, nhưng mà tính ra là số tiền vẫn chưa đủ vốn mà con trai anh đang cần. Nên bây giờ là gia đình là quyết định bán tiếp một mảnh đất nữa hơn 1000 m² nha, gần chợ Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Có 200 thổ cư mà giá là không tới 900 triệu. Tính ra 1 m² đất thổ cư luôn mà không tới 1 triệu nữa. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. 125 NCX đã có mặt tại Cúp Shop. Đây là một dòng xe được nhập khẩu hải quan chính ngạch ở Việt Nam, giá tốt và đang có đủ 4 màu để cho mọi người có thể là dễ dàng lựa chọn. Hãy đến ngay Cúp Shop ngay bây giờ để nhận ngay mức giá ưu đãi nha. Đây, lô đất hướng Tây Bắc, nằm đối diện là có spa Như Duyên nè. Thì ngang là được 21 m, dài là hơn 50 m, rất vuông vức. Trên đất có tới 200 m thổ cư, đường mặt tiền khá rộng nha, lộ giới 8 m. Và đây là tuyến đường thông. Ở đây thuộc ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Từ đất mình đi ra 400 m là ra ngoài đường nhựa. Đây là con đường liên huyện kết nối xã Long Vĩnh, Châu Thành với lại xã Long Chữ của Bến Cầu. Mình đi tiếp 500 m là ra ngã tư Dòng Nần, chỗ này có tới 2 trường học nè. Quẹo phải cây số nữa là tới ngã tư chợ Long Vĩnh, tỉnh lộ 786. Nếu quẹo phải là về thành phố Tây Ninh. Đất cách Vincom khoảng 15 cây, cách Tòa Thánh Tây Ninh 16 cây, cách khu du lịch Núi Bà 22 cây. Khu vực chợ ở đây có khá nhiều tiệm vàng nè. Bên này còn có điểm đưa rước công nhân và trạm xe chất lượng cao đi Sài Gòn An Sương. Hướng này về khu kinh tế cửa khẩu Một Bài khoảng 22 cây nha. Còn từ Sài Gòn An Sương tới đất là 81 cây. Đất hiện tại có cấm cọc ranh giới đầy đủ ha. Đó, hướng này là mình đi ra ngoài con đường nhựa nè các bạn. Bên này qua tới đây là 21 m. Đó, có làm hàng rào lưới B70. Cái này là anh Bình là anh bỏ tiền ra xây thêm nữa các bạn. Hồi trước mua 62 mà là chưa có thổ cư, chưa có hàng rào luôn. Cái đường này xuống dưới đây nè, mình đi khoảng 500 m nữa là đụng một cái con đường. Đường đó cũng là đang lên nhựa các bạn nha. Thì đường đó nếu mình quẹo phải khoảng chừng cây số là mình sẽ ra tới cái khu di tích rất là lớn. Còn nếu quẹo trái thì mình sẽ vòng ra lại cái đường nhựa liên huyện. Vị trí đất là nằm đối diện với lại spa Như Duyên nè. Giấy tờ rõ ràng hợp lệ. Này là sơ đồ tổng nha các bạn. Đó thì trước đây là nguyên một cái phần đất lớn. Và anh Bình mua thì người ta cắt ra bán cho anh là cái thửa số 519 nè các bạn. Là 1031,8 m² ha. Rồi cái thửa 519 này bên trang tư có thể hiện là tách làm hai thửa là 597 với lại 598 để lên cái phần thổ cư 200 m² nè. Địa chỉ thửa đất là ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đất hướng Tây Bắc, còn con đường lộ giới tầm 8 m nha. Vị trí đất là được phủ hồng toàn bộ nữa các bạn. Như vậy là mình là lên full thổ cư cũng được ha. Nằm cách cái đường Dòng Nần, Long Vĩnh là khoảng 400 m. Ở đây là ngã tư Dòng Nần nè, có trường tiểu học nè. Rồi mình chạy ra ngoài đây là ngã tư chợ, tỉnh lộ 786, khoảng 2 cây. Từ đất mình đi 100 m là ra con đường đất đang lên nhựa này nha các bạn. Còn cái đường nhựa phía trước cách đất 400 m thì cái đường này là song song với lại đường mặt tiền đất luôn. Nếu mình quẹo phải thì cũng vòng lại lô đất được nha. Mình sẽ khảo sát cái hướng đi ra chợ Long Bỉnh nha các bạn. Con đường này lộ giới 30 m và thông với xã Long Chữ của huyện Bến Cầu luôn. Chỗ ngã tư Dòng Nần này cách đất là tầm 900 m, có trường tiểu học nè, tiệm thuốc tây, tạp hóa. Nếu quẹo trái thì đi về khu di tích, còn hướng phải một cây số nữa là tới chợ. Anh chị em mình nếu quan tâm thì liên hệ trực tiếp với anh Bình là chủ đất luôn nha. Số điện thoại là 0987 40 9903, 0987 40 9903. Giá toàn bộ không phát sinh là 839 triệu. Mình có nguyên một lô đất to chuẩn biệt thự vườn khá là đẹp, ngang 21 dài 50, có sẵn 200 m thổ cư. Ra 786 nè, nếu mình quẹo trái là về Sài Gòn nhé các bạn. Ngã tư đèn đỏ này có camera an ninh luôn nè, đi thẳng 50 m, có trường mẫu giáo.
Chợ Long Vĩnh này là có tới 3-4 tiệm vàng nè, chứng tỏ đời sống bà con ở đây cũng khá là tốt ha. Bên này là hướng về thành phố Tây Ninh nha. Các bạn nghĩ sao về khu vực này, lô đất của anh Bình, giá đã tốt chưa? Hãy để lại cảm nhận, góp ý, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nha. Còn tới đây mình cũng kết thúc clip. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.